Thưa quý vị, gắn liền với những vai diễn hiền lành chất phác, nghệ sĩ Trần Hạnh đã để lại tiếc nuối trong lòng khán giả khi qua đời vào sáng nay, mùng 4 tháng 3 vì tuổi cao sức yếu và ông hưởng thọ 92 tuổi. Vâng, à, dù 90 tuổi, ông được phong tặng là nghệ sĩ nhân dân, nhưng mà trong lòng công chúng thì ông đã là một nghệ sĩ của nhân dân từ rất lâu. Người nghệ sĩ cả một đời cống hiến cho vai diễn, đến khi không thể tham gia được nữa thì ông vẫn mơ thấy mình đang chạy xe máy tới phim trường theo gia đình của nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh. Trước đó một ngày sức khỏe của ông đã có dấu hiệu yếu dần. 2 giờ 50 phút ngày 4 tháng 3, ông ra đi đột ngột nhưng rất thanh thản, nhẹ nhàng khi có cả con cháu ở bên. Nghệ sĩ Trần Hạnh, sinh năm 1930 tại Hà Nội, là một nghệ sĩ sân khấu của nhà hát kịch Hà Nội, nhưng ông được khán giả biết đến nhiều hơn qua các vai diễn những ông già khắc khổ trên các bộ phim truyền hình như thời xa vắng, nước mắt đàn bà. Vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh trong phim Cha Cõng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng. Phần sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh khi về già nhất là ở ngoài tuổi 90 đã trở nên giảm sút. Một bên thì mắt không nhìn thấy, bên mắt còn lại thì thị lực giảm, chỉ nhìn được lờ mờ. Và cố nghệ sĩ cũng đã từng chia sẻ vẫn nhớ nghề ra diết và nhiều lúc vẫn mơ thấy mình đang lái xe máy tới phim trường tôi và ông cảm thấy rất nhớ không khí tại các đoàn làm phim và cũng được biết là năm 2019 thì nghệ sĩ Trần Hạnh đã được có vinh danh là nghệ sĩ nhân dân. Vâng, và nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh cũng từng có tâm sự cuộc đời thực của ông có khi còn buồn và khổ hơn là phim. Và vốn xuất thân từ một anh thợ đóng giày, ông sáng đến xưởng và làm giày, tối lại đi diễn trên sân khấu. Gần chục năm thì ông phải tự tay cơm nước, chợ búa, giặt rũ, chăm sóc cho người vợ bị liệt nửa người sau khi bị tai biến và vợ ông thì cũng mất đã cách đây chục năm rồi, còn một mình ông chọn một cái lối sống giản dị vui vẻ bên con cháu.